thì là cái này á, mình mở nó ra ha, mình làm luôn ha. Mình mở nó ra, mình đặt thuốc, mình theo dõi. Nếu như trong vòng một tuần mà nó không có đau như cái gì đó thì mình tạm lại. Còn nếu như trong vòng một tuần mà em nó kêu đau thì mình từ đó mình lại cử luôn. Thế còn để lâu là nó nặng á. Chị Hà gọi nó thì giờ chị đi làm luôn. Chị sợ làm nhiều quá nó mệt đó thôi. Dạ sao cái này em nó làm được không được nổi. Tại cái trong này nó mới chữa sống lên này. Giờ thì còn làm ở bên này là nó về. Cái thả miệng ra nó mỏi miệng nó mệt. Để cái lại đỏ mái đó, lại mái còn rán nữa. Vậy mai làm luôn, ok ha. Để cái đỏ lại mái nha. Thôi giờ sau chị.